Hello và có back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thể loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Slenderilla The School. Cố lên, mày đùm. Rồi ok. Và mình sẽ đi bên phải đây trước. Mở cánh cửa đầu tiên ra. Let's go. Không có gì. Không có gì luôn. Ồ, con ma đã xuất hiện đây. Giờ mình sẽ đóng cửa. Nó sẽ xuất hiện, mình sẽ mở ra. Bây giờ thì mình sẽ sang lan can bên kia. Rồi ok, mình sẽ lên tầng 2. Khi các bạn đủ 8 món đồ, gần 8 món đồ thì bạn sẽ xuống tầng 1. Sau đó thì sẽ phải dùng cái này lắp vào. Đủ 8 cái thì nó sẽ hoạt động và nó sẽ mở cánh cửa ra. Lúc đó các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này. Ok, mình sẽ đi đường này trước. Chiếc chìa khóa. Let's go. Bắt đầu vào đây. Nó mất đồ rồi. Đó, các bạn hãy tìm xung quanh tất cả những món đồ. Sau đó thì các bạn sẽ xuống tận dưới tầng 1 và lắp 8 cái này vào. So ok, mình sẽ chuyển tiếp sang tầng game tiếp theo. Let's go.
mình sẽ xem có đó là đường nào. Ờ, mấy anh đang cạnh mình rồi, chắc lên trên tầng rồi. Thu thập những con mắt này vào. Rồi, nhanh thôi. Ok, khi các bạn vào một căn phòng ở đó thì nó sẽ không vào bên trong. Chắc là xuống tầng 1, mình sẽ lên trên tầng 2. Đó, các bạn cứ đi thu thập hết từ trên xuống dưới, làm sao đủ 20 túi tiền và đủ những con số để các bạn ghép thành một cái bản đồ. Sau đó các bạn sẽ chuồn và chạy đi. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo, Ishoro Cloud. New game, Chapter 1. Ok, vào căn phòng đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái map bản đồ. Mình sẽ mở ra xem có gì không. Ok, bắt đầu sang phòng thứ hai. Một cuộn phim. Ok, let's go. Lên luôn xuyên tầng 2. Mình sẽ tìm ở tầng 2 xem có gì nữa không. Rồi ok, xuống tầng 1 thôi. Cứ tưởng ta lên đây thì mình lại phải chui trốn vào trong một ngôi nhà của nó. Ok, mình sẽ chuồn đi đường này. Giờ cái mình tìm nữa đó chính là một hộp cứu thương. Rồi mình sẽ cứu anh chàng này, tiêu diệt một con người, con nhện.
niệm mật quỷ. Ok, ở đây thì khi mình cứu thì mình sẽ được một chiếc chìa khóa, đó chính là chiếc chìa khóa để mở thư viện. Ok, cầm luôn. Máy chiếu là 6969. Wow, một con số khá là đẹp. Let's go. Sao ông ta lại từ tầng 2 xuống được cái tài nhỉ? Ông ta lại đứng ở đây rồi. Oh my god. Cho ông ta xuống đi. Oh, ông ta đi luôn đường này. Mình đã phải đi ngược đường hả? Rồi, nhặt cái này lên luôn. Miss, một miếng thịt. Rồi, mình phải tìm cách để tiêu diệt ông ta. Oh my god. Ông ta đi sâu vào trong này rồi. Oh my god. Rồi, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư.
Slender Rising 2. Let's go. So với tựa game này thì các bạn phải đi chi lùng 7 con ma sẽ bay lần vẩn trong cái map bản đồ này. Và trong này thì có Slenderman, ông ta sẽ canh map đó. Và khi gặp ông ta thì các bạn phải quay đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Ok, mình sẽ đi đường này đi. Rồi, let's go. Gần đây có một con, mình sẽ đi đường này. Đây rồi. Con đầu tiên. Khi các bạn con đầu các bạn bắt được một con thì sẽ xuất hiện con thứ hai, và tương tự như thế sẽ xuất hiện con thứ ba rồi đến con thứ tư, chứ nó không xuất hiện cả 7 con một lúc. Chỗ đây cô rồi. Oh my god, Slenderman. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm tất cả là 7 con ma. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo, Stickman Equip Line. Let's go. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, House of Slender Rila. Đây là một tựa game bóng ma trong ngôi nhà. Và trong ngôi nhà này các bạn phải đi tìm tất cả là 8 mảnh giấy được phân bổ trong ngôi nhà này. Và trong ngôi nhà này thì có một con ma, đó chính là Slenderia. Và trong đó thì nếu các bạn nhìn vào một anh chàng nào đó, anh chàng trong bức ảnh, thì sẽ xuất hiện ông Quỳ. Còn đứa con của ông bà này thì còn đang bé, cho nên chưa cắn chết được các bạn. Let's go. Đầu tiên. Ừ.
đây thì nó sẽ gắn linh tinh cả trên những bức tường, cho nên các bạn phải lý thật kỹ, nếu không khi đi tìm lại rất là lâu. Tiếp tục tiến sâu bên trong. Oh my god. Đi xung quanh và tìm tất cả 8 tờ giấy. Các bạn đang ở chỗ kitchen, tức là chỗ phòng bếp. Oh my god. Đây, lối ra của cái ngôi nhà đó ở kia. Các bạn mới đi tìm đủ 8 món đồ. Sau đó ghép lại. Ở đây là tầng 2. So, ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang kênh tiếp theo. Sirenia Horo. Bật lên. Như kiểu các bạn đi săn lùng và chụp ảnh đó, tiếng nhịp tim đập nhanh thì lúc đó con xin hia sẽ ở gần gần đây. Đó, nghe tiếng oh my god, oh yeah yeah yeah, không chạy rồi. Wow, đi luôn trong một lốt nhạc. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tập game ma. Oh my god. Không hiểu sao mà xuất hiện ở trên nhanh đến mức độ ấy. Wow 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 wow. Lại thôi. Oh
comment. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.